Thưa bác sĩ, thì chúng ta cũng biết được là có rất là nhiều căn bệnh truyền nhiễm và đặc biệt là đối với trẻ em mà chúng ta phải cần cẩn thận nhiều hơn nữa, chăm sóc trẻ kỹ nhiều hơn nữa đúng không ạ? Nhưng mà có những cái căn bệnh truyền nhiễm nào mà chúng ta có thể phòng ngừa chủ động bằng cách là tiêm vaccine, và đặc biệt là có những cái mũi tiêm vaccine nào mà có thể bảo vệ được cả gia đình, mà cả cha mẹ, cả những ông bà trong gia đình hoặc là trẻ em trong gia đình, để chúng ta có thể gọi là bảo vệ bản thân mình tốt nhất, thì sau đó là con mình cũng được khỏe mạnh ạ. À, đúng là cái khi mà chúng ta ở cái góc độ mà chúng ta dự phòng thì mình sẽ nhìn ở cái rộng ra, chứ mình không có chỉ tập trung vào một số cái đối tượng cụ thể. Dĩ nhiên là sẽ dựa trên những cái tùy theo từng cái loại bệnh mà mình sẽ có cái mức độ ưu tiên cho những cái đối tượng là yếu thế, thí dụ như trẻ nhỏ nè, người già nè. Tuy nhiên thì nếu mà cả gia đình chúng ta cùng được bảo vệ thì cái với một cái độ bao phủ vaccine nó lên cao, thí dụ tùy theo từng loại bệnh đi, đối với bệnh sởi, cái độ bao phủ vaccine ở trong toàn dân số nó phải lên được trên 90, đặc biệt là đến 95-98% thì chúng ta mới loại trừ được cái bệnh đó. Hoặc là một số những cái bệnh lý khác thì nó sẽ có cái công thức, những cái cách để mà tính cái độ bao phủ của vaccine. Do vậy thì chúng ta khi mà chúng ta mong muốn rằng chúng ta giảm thiểu mắc những cái bệnh truyền nhiễm thì cái tỷ lệ bao phủ nó phải tăng cao. Và như vậy thì chúng ta phải cùng đồng hành với nhau, không chỉ riêng là trẻ nhỏ mà phải là người lớn và tất cả mọi người ở trong gia đình. Do đó thì những cái bệnh lý mà chúng ta hiện bây giờ có thể dự phòng được bằng vaccine là cũng khoảng hơn 20 bệnh. Thì trong đó đã có 10 đến 11 bệnh là nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Thì để bác sĩ sẽ chia sẻ kể luôn để chúng ta có thể nắm biết ha. Thí dụ như là đối với trẻ sơ sinh á, thì chúng ta có cái vaccine để phòng lao nè, viêm gan B nè, rồi bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não do hiếp, rota, rồi lớn hơn chút nữa thì chúng ta sẽ dự phòng sởi nè, cúm nè, thủy đậu nè, rubella nè, viêm gan A nè, phế cầu, nhiễm trùng huyết do não mô cầu, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản. Rồi lớn hơn một chút nữa thì mình sẽ có phòng ngừa HPV, tức là ngừa ung thư cổ tử cung ở trẻ gái, cũng như là cái ung thư hậu môn, mụn cóc sinh dục ở trẻ trai. Thì đó là rất là nhiều những căn bệnh chúng ta có thể dự phòng được. Và chúng ta khi mà chúng ta tiêm ngừa với một cái tỷ lệ cao thì chúng ta sẽ có thể bao phủ được cho gia đình. Cho nên những cái quốc gia phát triển như là Hoa Kỳ á, thì người ta có một cái chiến dịch gọi là chiến dịch cái kén. Có nghĩa là những em bé nhỏ dưới 12 tháng tuổi, khi trẻ mới sinh ra ra đời thì cái miễn dịch rất là yếu, mà có khi trẻ chưa đủ tuổi để mà có thể tiêm được một cái vaccine nào đó. Mỗi một cái vaccine sẽ có một cái lứa tuổi tối thiểu để mà mình thực hiện tiêm chủng. Do đó trẻ sẽ cần phải được bọc trong một cái kén, và cái kén đó chính là những người nhà trong gia đình chúng ta được tiêm chủng bằng vaccine, thì mình sẽ không mang cái mầm bệnh và mình không có lây truyền qua cho những trẻ mà chưa đủ tuổi để tiêm chủng.